chào các bậc phụ huynh và các con học sinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn tiếp tục chúng ta chủ đề số 29. Đường đến trường. Chủ đề số 29, ta vào bài học đầu tiên là bài 1. Chuyện xảy ra trên đường. Các con ơi, bây giờ các con cùng cô hãy quan sát bức tranh ở bên dưới. Chúng ta hãy quan sát bức tranh dưới đây. Các con hãy cho cô biết các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ nha. Đây là bức tranh rất là đẹp và cô nghĩ rằng là cũng khá là quen thuộc với các con. Đây là hình ảnh mái trường. Hàng ngày các con đều được cha mẹ, ông bà đưa các con đi học. Trường ở đây có tên là trường tiểu học. Ở đây có bạn đang mang cái cặp và đi vào trường để học. Một số bạn ở đây đang nô đùa vui chơi. Bạn nữ ở đây thì bắt con bướm nè. Ở đây hai bạn này đang chào hỏi nhau. Như vậy, các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì các con? Chúng ta sẽ trả lời, các bạn nhỏ trong tranh đang trên đường đến trường để đi học. Và các bạn trên đường đến trường như thế nào? Cô mời các con vào chi tiết bài học nha. Chúng ta sẽ vào bài học chuyện xảy ra trên đường. Cô sẽ đọc bài trước. Trước tiên cô sẽ đọc bài một lần, đọc trơn và nhanh để các con hình dung ra bài học chúng ta nói về vấn đề gì. Sau đó cô sẽ đánh vần và đọc chậm lại cho các con nắm hiểu rõ hơn. Bởi vì lần đầu tiên cô đọc nhanh á, để cho các con nghĩ là cho các con hiểu được là cái nội dung của cái bài học chuyện xảy ra trên đường này. Hôm nay cô đọc như vậy á, thì trong cái bài học sẽ có những ai và nội dung nói về vấn đề gì. Tí nữa các con sẽ hình dung ra và đọc bài nhanh, và có những cái câu hỏi đó các con cũng nắm được và các con trả lời thật nhanh. Bây giờ cô sẽ đọc trơn trước nha. Chuyện xảy ra trên đường. Thiện và Bằng thường đi bộ đến trường. Một hôm, Bằng rủ Thiện vừa đi vừa chơi bóng. Thiện bảo, nguy hiểm lắm. Bằng nói, cậu sợ thì tớ chơi một mình. Bằng vừa đi vừa dẫn bóng. Bóng lăn xuống lòng đường. Bằng lao theo. Đúng lúc đó, một chiếc xe máy chạy tới. Kiếp, kiếp. Tiếng phanh xe rít lên. Rất may, bác đi xe máy phanh xe kịp thời, nên Bằng không sao cả. Bác dặn hai bạn khi đi đường phải chú ý quan sát, không được vừa đi vừa làm việc khác. Hai bạn cảm ơn bác, rồi tiếp tục tới trường. Phỏng theo Đỗ Thị Ngọc Anh. Phần đọc bài của cô đã xong rồi. Bây giờ cô và các con cùng nhau đánh vần thật chậm để các con nắm được. Và cô cũng đọc lại chậm. Cô và các con cùng đọc lại thật chậm để các con nắm được bài nha.
Chờ Uyên chuyên nặng chuyện, sờ ây say hội sảy, rờ a ra trờ en trên, đờ ương đương huyền đường, chuyện xảy ra trên đường. Thờ yên thiên nặng thiện, vờ a va huyền và, bờ ăn băng huyền bằng, thờ ương thương huyền thường, đờ y đi, bờ ô bô nặng bộ, đờ en đen sắc đến, trờ ương trương huyền trường, mờ ốt mốt nặng một, hờ ôm hôm, bờ ăn băng huyền bằng, rờ u ru hỏi rủ. Thờ yên thiên nặng thiện, vờ ư vưa huyền vừa, đờ y đi, vờ ư vưa huyền vừa. Chờ ơi chơi, bờ ông bông sắc bóng, thờ yên thiên nặng thiện, bờ ao bao hội bảo. Thiện và bằng thường đi bộ đến trường, một hôm bằng rủ thiện vừa đi vừa chơi bóng, thiện bảo ngờ uy nguy, hờ im hiêm hội hiểm, lờ âm lâm sắp lắm, nguy hiểm lắm, bờ ăn băng huyền bằng, nờ oi noi sắc nói, bằng nói, cờ âu câu nặng cậu, sờ ơ sơ nặng sợ, thờ y thi huyền thì, tờ ơ tơ sắc tớ, chờ ơi chơi, mờ ốt mốt nặng một, mờ in minh huyền mình, cậu sợ thì tớ chơi một mình, bờ ăn băng huyền bằng, vờ ưa vưa huyền vừa, đờ y đi, vờ ưa vưa huyền vừa, giờ ân dân ngã dẫn, bờ ông bông sắc bóng, bằng vừa đi vừa dẫn bóng, bờ ông bông sắc bóng, lờ ăn lăng, sờ uông suông sắc xuống, lờ ông long huyền lòng, đờ ương đương huyền đường, bóng lăng xuống lòng đường. Bờ ăn băng huyền bằng,
L ao lao, th eo theo, bằng lao theo. Đ ung đung sắc đúng, L úc lúc sắc lúc. Đ o đo sắc đó, M úc mốt nặng một. Ch yết chiết sắc chiết, S e xe, M ai may sắc máy, chờ ai chay nặng chạy, tờ ơi tơi sắp tới, đúng lúc đó, một chiếc xe máy chạy tới. Ca ít kiếp sắc kiếp, ca ít kiếp sắc kiếp, tờ yên tiên sắc tiếng, phờ anh phanh, sờ e xe, r ít rít sắc rít, l en lên, kít kít tiếng phanh xe rít lên. R ắc rắc sắc rắc, m ai may, b ác bác sắc bác, d y đi, s e xe, m ai may sắc máy, f anh phanh, s e xe, k ít kiếp nặng kịp, th ơi thơi huyền thời, n en nen, b ăn băng huyền bằng, kh ông không, s ao sao, c a ca hỏi cả, rất may bác đi xe máy phanh xe kịp thời nên bằng không sao cả. Bờ ác bác sắc bác, giờ ăn dặn nặng dặn, hờ ai hai, bờ an ban nặng bạn, khờ y khi, đờ y đi, đờ ương đương huyền đường, phờ ai phai hội phải, chờ u chu sắc chú, y sắc ý, quờ an quang, sờ ác sát sắc sát, khờ ông không, đờ ước đước nặng được, vờ ưa vưa huyền vừa, đờ y đi, vờ ưa vưa huyền vừa, l am lam huyền làm, vờ ít viết nặng việc, khờ ác khát sắc khát, bác dặn hai bạn khi đi đường phải chú ý
quan sát không được vừa đi vừa làm việc khác. Hờ ai hai bờ an bang nặng bạn, cờ am cam hỏi cảm, ơ nợ ơn bờ ác bác sắc bác, rờ ôi rồi huyền rồi, tờ ít tiếp sắc tiếp, tờ út túc nặng tục, tờ ơi tơi sắc tới, trờ ương trương huyền trường. Hai bạn cảm ơn bác rồi tiếp tục tới trường, phỏng theo Đỗ Thị Ngọc Anh. Cô đã đánh vần bài chuyện xảy ra trên đường chậm, các con đã nắm được rồi chứ? Bây giờ các con hãy đọc bài này một lần nữa nha. Các con đọc chậm như các con đã từng đọc. Chuyện xảy ra trên đường Thiện và Bằng thường đi bộ đến trường. Một hôm, Bằng rủ Thiện vừa đi vừa chơi bóng. Thiện bảo nguy hiểm lắm, Bằng nói cậu sợ thì tớ chơi một mình. Bằng vừa đi vừa dẫn bóng lăn xuống lòng đường. Bằng lao theo đúng lúc đó, một chiếc xe máy chạy tới, kíp kíp tiếng phanh xe rít lên. Rất may bác đi xe máy, phanh xe kịp thời nên Bằng không sao cả. Bác dặn hai bạn khi đi đường phải chú ý quan sát, không được vừa đi vừa làm việc khác. Hai
rồi tiếp tục tới trường. Phỏng theo Đỗ Thị Ngọc Anh. Các con đọc bài rất là tốt. Bây giờ cô sẽ nói và hướng dẫn chúng ta bài học chuyện xảy ra trên đường. Các con ơi, khi các con đi học, có ông bà, cha mẹ, anh chị em đưa chúng ta đi học thì rất tốt. Nhưng nếu gia đình không có thời gian hoặc không sắp xếp được, các con phải tự một mình đến trường, thì các con hãy cố gắng đi đúng cái phần lòng lề đường dành cho người đi bộ. Các con đi bên phía tay phải của các con, và các con khi qua đường các con phải xin đường để đi. Nếu như các con sang đường không được thì các con có thể nhờ người lớn dẫn các con đi qua. Và đặc biệt là các con đi học thì các con mang tập, đội nón, mặc quần áo, mang giày dép đi học. Các con không nên mang bóng theo để đi học nữa. Khi các con vừa đi mà vừa đá bóng thì rất là nguy hiểm, cũng như trong trường hợp các bạn ở đây, bạn Thiện và bạn Bằng. Thì bạn Bằng rủ bạn Thiện á, là vừa đi vừa chơi bóng, nhưng bạn Thiện từ chối. Bạn Thiện nói là nguy hiểm lắm. Bạn Thiện rất là khôn ngoan, bạn Thiện từ chối. Bạn Thiện nói là nguy hiểm, nhưng bạn Bằng mãi mê chơi. Bạn Bằng nói nếu mà Thiện sợ thì tới chơi một mình. Cuối cùng thì bạn Thiện không chơi. Rồi thế là bạn Thiện không chơi thì bạn Bằng lại chơi một mình. Bạn Bằng thì vừa đi nè, vừa dẫn bóng. Dẫn bóng có nghĩa là vừa đi mà bạn vừa đá bóng đó các con. Các bạn lấy cái mũi chân của mình đó, mũi giày của mình, các bạn lăn quả bóng. Thế là rất là nguy hiểm. Khi mà cái quả bóng lăn xuống lòng đường rồi á, thì bạn Bằng chạy theo để lấy lại quả bóng. Thì chiếc xe ở đâu chạy tới, cũng rất là may á, là chiếc xe chạy tới á, thì các bác tài xế á, lại phanh xe kịp thời, nên bạn Bằng không có sao. Nếu như mà bác tài xế mà chạy xe nhanh đó, hay là gọi là còn quá ẩu đó, thì bác tài xế không phanh xe kịp đó, thì là bạn Bằng rất là nguy hiểm, đúng không các con? Chính vì vậy sau khi đó thì bác lái xe đó, bác tài xế đó dặn bạn Bằng là đi phải chú ý quan sát, không được vừa đi vừa làm việc khác. Khi mình đi học thì mình đi thẳng đến trường, khi về cũng vậy. Các con đừng làm những cái việc song song thì không tốt, bởi vì tuổi của các con còn rất là nhỏ. Hai bạn thì cảm ơn bác rồi tiếp tục đến trường. Chính vì vậy các con đi học, các con hãy nhớ đi đúng cái lòng lề đường của mình nha các con. Bây giờ cái phần đọc bài của cô và các con, cũng như cái phần đánh vần thiệt chậm đã xong rồi. Cô sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo nữa. Tìm trong bài đọc tiếng có vần A, I, I và A, I, I. Các con hãy mở lại bài học chuyện xảy ra trên đường. Chúng ta sẽ tìm trong cái bài mà chúng ta đọc đấy, cái tiếng nào có vần A, I, I ngắn và A, I, I dài. Chúng ta cùng tìm từ trên cái tên bài học và xuống hết bài học. Ta sẽ tìm A, I, I và A, I, I dài. Bây giờ cô sẽ tìm nhé. Cô sẽ tìm. Các con có thể đọc lớn lên để tìm. Các con không đọc lớn thì các con có thể đọc nhẩm để tìm. Chuyện xảy. Xảy nè, có vần A, I, I dài. Đó, chúng ta tìm như vậy. Các con hãy lần cây bút hoặc ngón tay để đi tìm nha.
Có, cô có tiếng máy nè, có ai ai dài nè, ai ai nè, chạy nè, cô cũng có ai ai nè nè. Tiếng máy nè, cô có ai ai nè. Hai nè, tiếng hai cô có ai ai nè. Hai nè các con, tiếng hai có vần ai ai nè. Đó, bây giờ cô đã tìm xong cái phần ai ai và ai ai. Cô sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo nữa. Tìm ngoài bài đọc từ ngữ chứa tiếng có vần ai ai và ai ai. Bây giờ là ta tìm ngoài cái bài đọc, ngoài cái bài chuyện xảy ra trên đường đó các con, thì cái tiếng nào có chứa vần ai và vần ai. Các con nhìn ở dưới đây, đây là cái mẫu cho chúng ta. Ví dụ như giải phân cách, các con nhìn vào cái vần màu đỏ, ai ai. Bên đây đường ray xe lửa, đường ray xe lửa có vần ai ai màu đỏ. Bây giờ cô và các con cùng nhau tìm nha. Ví dụ như ai ai thì các con hãy tìm vần ai ai. Cô ví dụ như anh hai, anh hai, các con ghi vào nhé, anh hai. Còn vần ai ai ví dụ như chạy nhảy hay là cây xanh hay là cỏ mây đều được, các con hãy ghi vào giúp cô nhé. Chúng ta tiếp theo phần tìm hiểu bài. Câu thứ nhất: trên đường đi học Bằng rủ Thiện làm gì? Các con hãy mở lại bài học, chúng ta xem trên đường đi học Bằng đã rủ Thiện làm gì nha các con. Thì trên đường đi học đó, mình Bằng và Thiện đi bộ đến trường, thì Bằng đã rủ Thiện. Chúng ta trả lời nha các con. Trên đường đi học Bằng rủ Thiện, Bằng rủ Thiện vừa đi vừa chơi bóng. Đó là cái việc mà Bằng đã rủ Thiện. Các con hãy trả lời cho câu hỏi thứ nhất nha. Số 2: bác đi xe máy đã căn dặn hai bạn nhỏ điều gì? Bác đi xe máy, chúng ta trả lời câu số 2 nha các con. Bác đi xe máy đã dặn, bác dặn hai bạn đi khi đi đường phải chú ý quan sát, không được vừa đi vừa làm việc khác. Đó là cái câu trả lời số 2. Các con chuyển sang phần tập viết. Tập tô chữ hoa, rồi chúng ta viết cái đoạn cái viết đưa cháu đến trường. Số 2 nhìn viết: chuyện xảy ra trên đường. Chúng ta viết từ bác dặn đến hết. Số 3: thay hình ngôi sao bằng chữ cờ hoặc chữ ca.
Các con ơi, hãy nhìn vào cái phần ở bên dưới. Khi các con nhìn vào phần ở bên dưới, các con sẽ thấy được cái hình ngôi sao ở đây. Hình ngôi sao màu xanh. Thì chúng ta sẽ thay thế cái ngôi sao đó bằng chữ G hoặc chữ K. Cô ví dụ, các con hãy nhìn vào hình ảnh này. Đây là hình ảnh các chú đang sơn kẻ vạch đường. Thường chúng ta đi trên đường, ta thấy có cái đường, cái kẻ vạch đường như thế này nè các con. Vậy cô sẽ hướng dẫn các con điền vào đây cái ngôi sao này chữ G hoặc chữ K. Sơn kẻ vạch đường. Như vậy kẻ là K-E-K ke hỏi kẻ. Cô ghi chữ K. K-E-K ke hỏi kẻ. Các con điền vào cái ngôi sao này là chữ K nha. Chúng ta nhìn tiếp vào hình ảnh bên đây. Hình ảnh bên đây. Đây là hình ảnh các bác đang làm gì các con? Đang chăm sóc cây cảnh, đang dùng cái kéo nè để tỉa cây xanh, tỉa hoa. Như vậy chúng ta cũng thế vào đây, thế vào ngôi sao bằng chữ G hoặc chữ K. Chăm sóc cây cảnh. Như vậy tiếng cây là G ai cây hay là K ai cây các con? Đúng rồi, các con phải điền vào đây chữ G ai cây. Chúng ta điền vào cho thật đúng và thích hợp là G ai cây, không phải K ai cây nha các con. G ai cây. Số 4. Thay hình ngôi sao bằng chữ G hoặc chữ G. Tương tự như vậy, các con nhìn vào cái phần bên dưới. Chúng ta sẽ thay vào cái hình ngôi sao này nè, là chữ G hay chữ G. Các con hãy nhìn vào hình. Các con thấy đây là hai bạn đang giúp đỡ nhau để đi đến trường. Như vậy, cái phần ngôi sao này chúng ta sẽ điền vào cho thật là thích hợp. Giúp bạn đến trường. Giúp bạn đến trường. Như vậy, giờ ấp giúp sắc giúp hay là di ấp giúp sắc giúp? Di ấp giúp sắc giúp là đúng nha các con. Cô ghi vào đây. Di ấp giúp sắc giúp. Bên đây cũng vậy. Hình ảnh cái các bác dẫn cụ bà sang đường. Như vậy thì các con hãy điền vào cái ngôi sao này chữ G hay chữ G. Ví dụ dẫn cụ bà sang đường, cụ già sang đường. Như vậy thì dẫn là giờ ân dân ngã dẫn hay là di ân dân ngã dẫn? Rồi cụ già, giờ a gia huyền già hay là di a gia huyền già? Dẫn cụ bà, cụ già, dẫn là giờ nha các con. Ở đây cô ghi giờ xuống đây, di a gia huyền già. Cô ghi di a gia huyền già. Dẫn cụ già sang đường. Cô sẽ chuyển sang một phần tiếp theo nữa. Phần tiếp theo, đây là cái phần nói với bạn về một hoạt động an toàn giao thông. Đây là cái phần chúng ta học tập thể ở trên lớp. Thì cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Các con nhìn vào những cái hình ảnh số 1 và số 2 ở bên dưới. Cô sẽ nói nhanh về phần này thôi. Ví dụ như các con hãy nhìn vào đây nha. Chúng ta thấy từ nhìn vào cái hướng thẳng vào, các con thấy hai bạn
Một bạn nam và một bạn nữ đang chạy xe. Khi các hai bạn chạy xe thì đến đây, hai bạn đã dừng. Và đây các con nhìn nhìn vào đây cho kỹ, đây là một bạn nữ nè. Cái chân của bạn nữ đã không còn trên xe mà bạn đã chạm đất rồi, có nghĩa là bạn đã thấy đèn đỏ thì bạn đã dừng. Khi bạn dừng á thì bên đây, các bạn ở bên đây băng qua đường, đi qua đường nha. Có nghĩa là khi đèn đỏ thì chúng ta dừng và bên đây đèn xanh thì các bạn đi. Tương tự như vậy, các con hãy viết vào vở một hoạt động an toàn giao thông mà các con vừa nói. Các con vừa nói ở trên như thế nào thì các con viết lại như vậy. Số 2 cũng vậy, đây là chú công an giao thông đang hướng dẫn các con học cái chuyên mục về an toàn giao thông. Khi nào chúng ta dừng, khi nào chúng ta đi và cái hình nào là biểu tượng đúng và sai. Tiếp theo, hát bài Đoàn tàu nhỏ xíu của Mộng Lân. Bài hát này các con được hát trên lớp cùng cô giáo và các bạn. Bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các con ơi hãy nhớ nhấn nút đăng ký để nhận được những bài học mới nhất từ cô. Cuối cùng thì tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.